Xin chào tất cả các bạn nhé. Rất vui khi được gặp lại các bạn trong video hướng dẫn tiếp theo này. Và ở video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn thêm cho các bạn một cái tính năng hay cũng như một cái mẹo hay khi các bạn sử dụng Zalo. Đó là các bạn có thể dịch tất cả các cái ngôn ngữ ở trên cái phần tin nhắn Zalo trực tiếp ở trên app Zalo nhé, mà các bạn không cần phải tải tại bất kỳ một cái phần mềm nào. Cực kỳ hay và tiện lợi. Các bạn cùng theo dõi nhé. Rồi, để dịch cái ngôn ngữ ở trên Zalo sang một cái tiếng bất kỳ hoặc là từ các cái tiếng khác sang tiếng Việt mà các bạn theo mong muốn của các bạn ấy, thì các bạn hãy thao tác cho mình như sau nhé. Đầu tiên các bạn hãy vào các cái cửa hàng kho ứng dụng, ví dụ như App Store hoặc là Google Play, các bạn hãy cập nhật Zalo phiên bản mới nhất cho mình nhé. Khi nó hiển thị chữ mở như thế này là chứng tỏ cái phiên bản Zalo của các bạn đang ở phiên bản mới nhất nhé. Rồi, sau đó thì các bạn hãy vào cho mình một cái cuộc trò chuyện Zalo bất kỳ của một bạn bè nào đó nhé, như mình đang hiển thị ở đây. Bởi vì đây là một cái tính năng có sẵn ở trên Zalo, nên là các bạn không cần phải cài thêm một cái bất kỳ một cái app nào nữa. Ví dụ như mình muốn dịch cái câu xin chào này sang một cái tiếng bất kỳ nào đó, đấy thì các bạn hãy nhấn giữ cho mình nhé, nhấn giữ vào cái câu đó, đó. Sau đó thì các bạn sẽ nhìn xuống có cái phần biểu tượng dịch ở đây, các bạn nhìn chưa, các bạn sẽ chọn vào, ok. Và khi mà các bạn muốn dịch sang một ngôn ngữ nào đó, ví dụ như từ tiếng Việt này, từ xin chào là tiếng Việt nhé, các bạn muốn chọn sang tiếng Anh thì các bạn sẽ chọn vào đây, đấy, và nó sẽ tự động hiển thị cái phần ngôn ngữ ở phía dưới này. Và các bạn có thể thay đổi ngôn ngữ bằng cách các bạn chọn vào cho mình cái phần là thay đổi ngôn ngữ ở phía dưới này, các bạn chọn vào thay đổi nhé. Có rất nhiều những cái tiếng khác nhau, ví dụ như các bạn chọn sang tiếng Hàn chẳng hạn, đấy thì tiếng Hàn xin chào thì nó sẽ ở đây. Và ở phía dưới này các bạn có thể chọn cho mình cái phần là sao chép bản dịch ở đây nhé. Ví dụ như mình sao chép ở đây này, sao chép, và mình sẽ gửi lại, đấy, gửi cái phần ngôn ngữ này sang cho một người, ví dụ như mình đang nhắn tin cho người nước ngoài chẳng hạn, các bạn sẽ chọn cho mình là dán ở đây này, đấy. Vậy là các bạn đã có một cái phần tiếng xin chào bằng tiếng Hàn thì các bạn có thể gửi luôn, đấy, rất là hay. Và tương tự khi mà các bạn nhận được một cái phần tin nhắn ở người khác đến, ví dụ như tiếng Anh gửi đến chẳng hạn. Ở đây ví dụ như mình sẽ nhắn tin một đoạn như sau nhé. Và chẳng hạn các bạn nhận được một cái đoạn tin nhắn có cái phần là hello như thế này. Các bạn đang ở là phần tiếng Anh không hiểu là người ta nhắn gì cho các bạn. Thì các bạn cũng nhấn giữ vào cho mình nhé. Sau đó thì các bạn chọn cho mình là phần dịch ở đây này. Đấy. Thì các bạn sẽ chọn cho mình là cái ngôn ngữ. Ví dụ như các bạn đang ở ngôn ngữ nào thì các bạn sẽ chọn vào muốn thay đổi ngôn ngữ này. Ví dụ như các bạn đang ở ngôn ngữ Hàn mà các bạn không biết là gì nhé. Các bạn sẽ chọn vào thay đổi ngôn ngữ này. Các bạn sẽ chọn cho mình là ngôn ngữ tiếng Việt nhé. Đấy thì các bạn sẽ thấy là đó là cái phần là tiếng xin chào. Đó, ở trong tiếng Anh là xin chào. Khi bất kỳ một cái câu thoại nào mà các bạn nhận được, các bạn cũng sao chép tương tự như vậy thì các bạn có thể biết được người ta nhắn cho bạn là cái gì. Hoặc ngược lại, các bạn muốn nhắn cái phần là tiếng Việt nhé, tiếng Anh sang cho cái người đó thì các bạn cũng thực hiện tương tự. Các bạn cũng có thể thực hiện theo cách thứ hai cho mình như sau nhé. Các bạn vào cho mình cái cửa hàng, các bạn hãy tải cho mình cái bàn phím là Gbo, bàn phím của Google cho mình nhé. Rồi, sau khi các bạn tải xong cái phần bàn phím Google này xong, các bạn sẽ vào cho mình cái phần cài đặt nhé. Đấy, phần cài đặt này các bạn chọn là mục bàn phím này. Các bạn sẽ chọn cho mình là mục bàn phím ở đây. Và các bạn sẽ chọn cho mình là thêm ngôn ngữ nhé. Đấy, bạn nào mà chưa thêm ngôn ngữ thì các bạn thêm bàn phím ý, các bạn sẽ chọn cho mình là cái phần là Gbo ở đây nhé. Rồi, và cũng tương tự các bạn hãy vào cho mình cái ứng dụng Zalo. Bây giờ các bạn muốn nhắn tin với một người nước ngoài, ví dụ như các bạn nhắn tin với một người nước Anh chẳng hạn, nói chung là nói tiếng Anh đi. Đấy, thì bây giờ các bạn muốn hỏi là bạn đã làm gì bằng tiếng Anh chẳng hạn nhé. Thì bây giờ các bạn sẽ chọn vào cho mình cái phần là biểu tượng quả cầu đây này. Đấy, để nó chuyển sang cái phần là bàn phím nhé, Google. Các bạn sẽ chọn vào phần là cái biểu tượng Google cho mình. Đấy, các bạn sẽ chọn vào. Đấy. Và các bạn sẽ chọn cho mình là cái phần ô dịch ở đây này, dịch này. Đấy. Bây giờ các bạn sẽ nhập cho mình là bạn đang làm gì nhá. Đấy, bạn này. Đấy, bạn này đang làm gì nhá. Làm này. Gì này. Đấy. Khi các bạn chọn xong, các bạn sẽ nhìn xuống cái phần phía dưới này có cái chữ dịch màu xanh dưới góc nhé. Các bạn chọn vào dịch này. Ok. Ngay lập tức thì cái phần là tiếng Anh nó sẽ hiển thị ở đây là What are you doing? Đấy, tức là phần tiếng Việt sang tiếng Anh thì nó sẽ hiển thị luôn bản dịch ở đây. Các bạn chỉ việc chọn gửi cho người đó thôi. Đấy, vậy là xong. Đấy, thì bây giờ các bạn có thể là chat với người nước ngoài, nhắn tin trò chuyện với người nước ngoài một cách thoải mái. Bất kỳ một cái ngôn ngữ nào các bạn có thể mong muốn nhé. Thì các bạn có thể dịch
từ cái phần này sang phần tiếng Anh hoặc một tiếng bất kỳ nào đó. Và để thay đổi ngôn ngữ dịch ý thì các bạn sẽ chọn cho mình như sau. Các bạn sẽ vào cái phần bàn phím này này, nhìn ở giữa này có chữ G này, các bạn sẽ click vào nhé. Đấy, cái phần là phát hiện ngôn ngữ nhé. Ví dụ như mình đang chọn từ tiếng Việt sang tiếng Anh thì các bạn muốn thay đổi, ví dụ như từ tiếng Việt sang một tiếng Hàn chẳng hạn, các bạn chọn vào chữ Anh này này. Đấy, ví dụ như đây này, các bạn sẽ chọn vào rất nhiều những chữ khác nhé. Đấy, đấy, ví dụ như mình chọn vào tiếng tiếng Hàn chẳng hạn, đây, đây là tiếng Hà Lan này, tiếng Hàn đây, mình chọn vào. Sau đó thì các bạn sẽ nhập văn bản ở đây bình thường, đấy, nhập văn bản như bình thường nhé. Đấy, ví dụ như mình chọn là xin chào chẳng hạn, đấy, xin chào nhé. Xin chào này, đấy, rồi các bạn sẽ chọn dịch này, ok. Thì xin chào tiếng Hàn đây thì nó sẽ hiển thị ngay cái phần là xin chào bằng tiếng Hàn trên này. Các bạn chọn gửi đi, nhắn tin như bình thường nhé. Đấy, rất là hay, đây là tiếng Hàn nhé. Các bạn có thể áp dụng theo cách này với tất cả các cái ngôn ngữ. Và chúc các bạn thành công nhé. Có bất kỳ câu hỏi nào các bạn hãy comment phía dưới, mình sẽ giải đáp nhé. Và vừa rồi, mình cũng vừa hướng dẫn thêm cho các bạn một cái cách mới, tính năng mới trên Zalo. Đó là cách dịch trực tiếp các cái tin nhắn ở trên Zalo sang các cái ngôn ngữ mà các bạn mong muốn. Hy vọng cách này có thể giúp cho các bạn cải thiện những cái tính năng trải nghiệm thêm Zalo khi sử dụng nhé. Nếu các bạn thấy hay, nhớ để lại một like và chia sẻ thật nhiều cho người thân, bạn bè được biết nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video gần nhất của mình.